Bây giờ mình sẽ thử chiếc HP mini này với lại kết nối 3G. Đây là cái tắt chứng tỏ đây, nó được tích hợp sẵn cái cạc 3G. Đây là giao diện Windows 7 với một số cái icon mà được HP tích hợp sẵn, hình như là đây là cái icon truy cập chương trình ứng dụng Stardock, là dùng HP dùng để thay đổi các cái giao diện, các cái hình ảnh nền của mặc định của Windows 7 Home Starter. Và khi gắn sim vào thì các chương trình HP Connection Manager sẽ tự động chạy và nhận cái sim 3G của các bạn đã gắn vào. Sau khi đã thiết lập kết nối thành công thì ở đây cái các thông số sẽ hiện lên cho các bạn biết là tình trạng kết nối và cái mạng mà mình đã kết nối. Ở đây hiện nay là do nơi này có lẽ là sóng hơi yếu cho nên là cái mạng kết nối là chỉ là mạng HSPA, và nhà cung cấp là Viettel. Giờ mình sẽ thử truy cập. Đây, tốc độ rất là tốt. À, như vậy là nếu với kết nối 3G này thì hầu như các bạn có thể là duyệt web bất cứ mọi nơi, rất tiện lợi. Ngoài ra thì trong cái ứng dụng mà HP Connection Manager này, nó còn cho phép chúng ta sử dụng cái kết nối 3G này như là sử dụng trên máy điện thoại di động, chỉ ngoại trừ cái chức năng thoại ra thôi. Bây giờ mình sẽ demo cái trình nhắn tin SMS trên cái tạo một cái tin nhắn mới đến cái số của một người bạn.
chào và test bao giờ trên HP, MacBook mình. Rồi. À, và ngay sau đó là gần như là lập tức tin nhắn đã đến. Và đây là nội dung tin nhắn mình vừa gửi. Và ngay lập tức sau đó thì trình HP Connection Manager này đã báo là mình có tin nhắn mới. Và đây là nội dung tin nhắn vừa được trả lời.